Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tối 14 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám xét ngôi nhà liên quan tới ông Lưu Bình Nhưỡng ở thôn Hà Lý, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Lực lượng công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông báo với công an xã, chính quyền địa phương và mời phối hợp chứng kiến việc khám xét theo quy định của pháp luật. Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã đo đạc, chụp ảnh hai cánh cổng bằng gỗ. Như vậy, bước đầu có thể xác định hai cánh cổng tại ngôi nhà ở quê Thái Bình của ông Lưu Bình Nhưỡng có liên quan mật thiết đến vụ án cưỡng đoạt tài sản. Còn việc hai cánh cổng này có phải là tang vật hay chứng cứ của vụ án cưỡng đoạt tài sản hay không, cho đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận chính thức. Hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh Thái Bình đã lập biên bản đề nghị địa phương tạm thời có trách nhiệm quản lý tài sản này. Theo tìm hiểu, hai cánh cổng dẫn vào ngôi nhà làm bằng gỗ đặc hiện đã được khóa kín, kích thước khoảng 3m x 3m. Phía trên cổng có dòng chữ Ngũ Phúc Lâm Môn, hai bên mỗi bên có một câu đối. Ông Nhưỡng quê tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Theo người dân địa phương, ông Nhưỡng thường xuyên về quê vào các dịp lễ Tết và có các hoạt động kêu gọi kinh phí, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn cũng như công tác an sinh xã hội. Việc ông Nhưỡng bị bắt và khám xét ngôi nhà, đo đạc và lập biên bản trước cổng gỗ kể trên khiến lãnh đạo xã, người dân địa phương hết sức bất ngờ. Theo người dân ở đây cho biết, thân sinh ông Nhưỡng mất đã lâu, anh em cũng đều công tác sinh sống ở Hà Nội là chính, nên ngôi nhà này phải nhờ một người hàng xóm trông nom dọn dẹp giúp hàng ngày. Việc ông Nhưỡng bị Công an Thái Bình tiến hành khám nhà khiến người dân không khỏi bàng hoàng, bởi theo một số hàng xóm ở đây, họ cũng không ngờ, không nghĩ lại xảy ra việc thế này. Họ cho biết, ông Nhưỡng sinh ra ở đây, dù công tác ở Hà Nội nhưng ông Nhưỡng hay về quê, tham gia các công việc của xã như kêu gọi, tài trợ quà Tết cho người nghèo, các hộ khó khăn tại địa phương. Trước đó, trong ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các quyết định lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Công an tỉnh Thái Bình đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường đầu tư của tỉnh và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự có 3 tiền án. Trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật kinh tế, từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Từ tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm, giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện. Thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nhóm giang hồ cộm cán Cường Quắt tại Thái Bình đang làm nóng dư luận. Hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông Lưu Bình Nhưỡng cụ thể ra sao sẽ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình làm rõ. Song tại thời điểm này, gã giang hồ Cường Quắt được ai chống lưng để làm mưa làm gió đất Thái Bình thời gian qua đang là câu hỏi nhiều người quan tâm. Theo Công an tỉnh Thái Bình, Phạm Minh Cường, thường được gọi là Cường Quắt, sinh năm 1986, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình, là đối tượng giang hồ cộm cán, cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động tại huyện Thái Thụy theo hình thức xã hội đen. Quá trình điều tra theo đơn thư phản ánh của người dân, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Cường Quắt có biểu hiện móc nối với một số đối tượng có tiền án tiền sự tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên để bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển, hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Thái Bình. Theo tài liệu điều tra, khi biết thông tin một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường cùng đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều nhằm gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Từ năm 2020 đến năm 2022,
Cường và đồng bọn đã chiếm đoạt của các doanh nghiệp số tiền hàng tỷ đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh Thái Bình đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường đầu tư của tỉnh và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Hồi tháng 5 năm 2023, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường về tội cưỡng đoạt tài sản. Ngoài vụ án trên, trước đó nhóm giang hồ Cường Quắt còn liên quan đến một vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn vào cuối tháng 4 năm 2022. Trong vụ án này có 5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm Phạm Minh Cường, thường gọi là Cường Quắt, sinh năm 1986, Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 2002, Nguyễn Thái An, sinh năm 2002, Nguyễn Thành Long, sinh năm 2001, Nguyễn Thành Công, sinh năm 1999, cùng trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên, thời điểm này, 4 bị can Long, Công, An, Thành đều vắng mặt tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng ra lệnh khám xét chỗ ở tại xã Thụy Xuân đối với Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thái An, Nguyễn Tiến Thành. Khám xét chỗ ở nơi làm việc của Phạm Minh Cường tại xã Thụy Xuân và xã Tân An, huyện Thái Thụy. Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 4, tại quán ăn nhà anh NTL ở xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường Quát cùng Hoàng Gia Vương, sinh năm 2002, trú tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và một số người khác ngồi uống rượu. Trong quá trình ăn uống, Vương và Nguyễn Thành Công xảy ra mâu thuẫn dẫn đến Cường, Vương xô sát với Công và nhóm người cùng phe của Công, gây mất an ninh trật tự. Vương sau đó bị thương phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện Cường Quát có biểu hiện móc nối với một số người có tiền án tiền sự tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển, hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Thái Bình. Hơn 2 năm qua, nhiều băng nhóm hoạt động theo hình thức xã hội đen ở Thái Bình lần lượt bị công an triệt xóa, bắt giữ. Điển hình tháng 4 năm 2020, chùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ và vợ Nguyễn Thị Dương cùng nhiều đàn em xa lưới pháp luật. Tính từ năm 2010, Đường Nhuệ liên can tới khoảng 20 vụ vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hầu hết đều do đàn em của Đường thực hiện. Ngoài ra, Nguyễn Văn Bình, thường gọi là Bình Vũ. Chùm cờ bạc với sới đá gà có tiếng cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc nhiều năm nay. Nguyễn Văn Cường, tức Cường Dụ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường, đồng thời là chùm bảo kê xe khách. Chùm ma túy Vũ Tiến Hòa, biệt danh Hòa Sánh, cũng bị bắt sau thời gian dài tung hoành. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!